Xin chào tất cả các bạn nha, đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay là mình cùng các bạn theo chân hai vợ chồng ba cái đi dặm lại ngô các bạn nhé. Mời các bạn cùng xem video. Cái ngô bằng dao ấy, bằng liềm. Trồng vào những cái gốc mà nó không lên à? Xong bà xì về đấy. Chưa. Mới quay bằng chỗ công an. Này gặp mưa này mà nó vẫn chưa trôi vậy. Sao còn tí đoạn này không trồng nốt à? Vừa tưởng mưa giờ lại nắng. Mai nắng rồi kia lại mưa. Ủa thế mai mình mới đi lấy giấy, ngày kia mới được đi làm à? Việc như vậy thì mình xong rồi mình đi làm mình cứ đi thôi. Hôm đấy mình đi lấy. Vẫn chưa xong à? Chưa.
kia cho chưa? Cây là một cây nhưng mà nãy của nó rộng cứ cho thêm. Đang phát chữ kia một chồng sao? Chỗ nào? Chỗ nhạc nam này á? Chỗ đấy nó chẳng cây ấy thế. Cây táo ăn xong lại chặt gốc đi, chặt cành đi. Chồng của chữ nhà bà Tam. Con này cắn nhỉ. Đây. Làm hết đi. Sang bên bà Vĩ nhé. Cái này bỏ chưa? Đâu. Cắn bãi này, đây. Đây. Ngô vẫn còn nhiều. Hai khố này toàn ấy này, đạm này mà không có cây này.
Bác đã cấy xong các bạn nhé. Mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.